Rồi, xin chào anh chị mình đến với kênh Chuyên 7 nha. Hôm nay thì em có lên clip đồ nghề. Hôm nay thì cũng lên ít đồ nhưng mà khi đó, anh chị mình xem ít sản phẩm nhìn chốt nha. Rồi trước khi mà lên mẫu 1 thì nó tỷ lệ bán hàng bên em đơn 300 ngàn chuyển khoản bên em bao ship. Còn mà dưới 300 anh chị mình chuyển khoản cộng với 20 ngàn ship nha. Còn ship code bình thường ấy thì bên em vẫn nhận ship code, nhưng mà tới nơi thì anh chị mình thanh toán thì hàng tiền ship nha. Đó, bên em không hỗ trợ nha. Đó, rồi em lên mã số 1 luôn đi, mã số 1 máy yêu thương. Rồi, mã yêu thương thì em lên cho anh chị mình một combo, nó gồm là 1, 2, 3, 4 cái kẹo C nha. Con này thì size 25. Đó, máy này thì còn mới lắm nha. Em không có vệ sinh luôn á, máy này nè. Đó, size 25 hết nha. Size 25 hết, được 4 cái. Đó, bốn cái này bán cho anh chị mình giá 100k mã số 1. Mã số 1 100k. Độ mới cao nha. Số 1 này 100k. Rồi, mã số 2. Mã số 2 thì em lên cho anh chị mình là một cái kèo bonsai, hay là anh chị mình có thể dùng để kèo hều cũng được nha. Đây này. Cái gán nó thì dạng như ở đây thì lốc sắt này. Anh chị mình thấy cái lốc nứt ra nha, là lốc sắt này. Mà ra đây thì nó ốp nhựa để anh chị mình cầm khỏi tụt tay á, là anh cào này. Đó, cái này lắp lưới. Đó, con này thì size nó cũng khá là rộng ra á. Đúng rồi đây. Đây này. Này ngang của nó là 13.5. Chiều dài thì 22. Con này bán chị mình giá 40.000 nha, nó bị nứt ở đây xíu nè. Nó bị nứt ở đây xíu nha. Mã số 2 40k. Cái phần này thì không quan trọng nha, sau này quý chị mình lột ra bên trong nó vẫn còn cái cán sắt này nè. Đó, 40k mã 2. Mã 3 này, mã 3 thì lên cho anh chị mình là một cái con vít dạng như bi cong nè, kiểu như giật máy góc này kia mình bi cong được. Đó, con vít. Ở đây nó dính, nó dính xương gươm mình sao. Đó, này, bi cong được này. Ở đây thì nó gắn cái đầu bài kia nha, gắn cái đầu bài kia. Như con này kéo hiện tại là thấy nó dính cái đầu bài kia này luôn. Này, bị cong này, bị cong ở đây. Cũng được. Rồi cái này mã số 3. Mã số 3 bán cho anh chị mình con này giá 40.000. 40k nha. Đó, quýt bài kia. Cái đầu còn ok lắm. Mã số 4 này. Mã số 4 thì lên anh chị mình làm một kìm cắt kẽm nha. Con này thì dòng MCC này, dòng MCC. Đó, miệng thì khít nhưng mà cái này nó bị lỗi cái lò xo. Cái lò xo nó bị gãy. Chỗ đây nè, chỗ đây có lò xo. Thì nếu anh chị mình về để xài vẫn được, không ảnh hưởng gì nha. Còn nếu anh chị mình kiểu như là mình muốn cho hoạt động bình thường ấy, anh chị mình đóng cái chốt này ra, xem mình gắn cái lò xo quê á, xo quê đây. Xem bắt đầu là anh chị mình sử dụng là bình thường thôi. Đó, còn miệng mồm này. Đó, miệng không có mí luôn nha. Con này miệng này. Đó, khích nịch luôn nha. Ở đầu đầu mồm đó nè, ở chỗ cái cạnh đầu mồm xíu xíu vô đây nè. Đó, là nó bị xước miếng, còn phía trong thì khích nịch không lọt ánh sáng luôn. Đó, MCC này. Con này thì dòng nó cắt chặt lực nha, cắt sướng cực kỳ luôn. Size dài nó 21.5 này, cái này để em test cho anh chị xem nè, sướng lắm. Đây nè. Thì mình chịu khó giờ mình cắt xong á, rồi mình banh ra giờ thôi chứ có gì đâu. Cắt xong mình banh ra. Đó, cắt sướng cực kỳ lắm. Đây. Không mấy gì hết luôn nha. Con này bán cho anh chị mình giá 50.000. Mã số 4 50k. Mã số 4 50k nha. Mã số 5. Mã số 5 thì lên cho anh chị mình một cặp kìm nè. Quên mở lốt. Một coi thì size 100 á. Size này thì kiếm không ra đâu, em thiệt. Con này nè, kiếm không ra đâu. Đó, kiểu như mấy anh hay mua về sưu tầm để làm một khó rồi cho vui nè, nó nhỏ xíu xíu à. Size 100 mà. Size 100 nó nhỏ xíu xíu à. Đó. Ra vô thì cũng còn đường nè. Đó. Nhưng mà nó hơi nặng xíu đây. Thì mình nó cứng cái phần khi mà mình gài vô nó cứng á. Mình gõ xíu là mình đó, là mình tan ra bình thường nè. Nó hơi nặng tay xíu nha. Đó, chủ yếu máy này mua về sưu tầm chơi thôi. Đó, sưu tầm chơi thôi chứ còn cũng không xài gì máy thôi.
Đó, nó nhỏ nó gọn mini mà xíu xíu à vậy nó này đó, bàn tay em này xíu xíu à. Còn con này là 150, con này là 150 nha. Con này nó có cái lớp da như thế này luôn đó, con này thì size 150, con này thì nó trơn tru hơn xíu đó, mang tính chất sưu tầm nhiều hơn mà xài nha. Xài mua máy lại bự bự mình xài, máy này mua nhỏ nhỏ xíu là về xài mình sưu tầm chơi thôi. Con này cặp này bán 70 ngàn thôi, về sưu tầm chơi nha. Bảy mươi k mẹ anh em, 70k mẹ anh em. Mã số này, mã số thì lên cho anh chị mình là cặp kìm lạ đây, cặp kìm lạ này, kìm mà em nghĩ chắc nó sử dụng đây, nó banh á, nó banh đồ ra này, đây này nó thiết kế này, đó để nó banh ra này, chứ nó không có răng cỏ gì bên trong hết nha, nó vậy á. Rồi đây nó có logo này, này đây số 4 này, số 4 với logo chỗ đây. Cái này cũng giỏi luôn, cái này cũng để số 4 với logo nó này. Đó, cái này thì size banh và size nhỏ, cái này size nhỏ này, coi kia size dài hơn. Đó, miệng nói nha này. Đó. Đó, cặp kìm lạ này cũng chị mình về sưu tầm nha. Nói chung là em không biết nó chỉ mục đích nó chắc em nghĩ chiếc banh với lại kẹp thôi. Rồi này, banh ra rồi kẹp lại thôi, nó không đẹp lắm. Hay coi. Coi dài coi ngắn nha, coi dài ngắn. Cái coi dài thì nó dài được 15,2, còn con ngắn nè, con ngắn thì được là 13,2. Đó, hai coi này em bán cho anh chị mình giá 101 nha, 101 hai coi á, 101. Mã số nha, mã số 7 nè, mã số 7 thì lên cho anh chị mình là một cái cưa với lại không cưa luôn. Con này thì nó còn một khất nữa, thì giờ anh chị mình lấy cái bít dẹp á, nó quên dưới cái kia này, anh chị mình chỉnh cái này ra thì nó còn một cái khất lỗ ra nữa nè. Vậy như mình xài cái size lử dài hơn á thì mình nới mình nới này ra, mình vô cái ngóc này mình siết lại. Đó, này mình xài được cái size dài nữa nha. Đó, con này thì không nói nha này, không mềm sắt nha, không sắt giống nhựa nha. Dòng nhựa thì nó dốm hơn, rỉ tiếng hơn. Còn lại khung sắt này thì mình xài là ok hơn. Độ chuẩn chính xác nó cao hơn nha. Đó. Con này thì nó xài hiện tại là size lử nó là 26 á. Size lử 26 này. Đó, 26 ha. Đó, chiều dài tổng thể của nó này. Chiều dài tổng thể nó là 40 nha. Con này bán cho anh chị mình giá 80 ngàn thôi. 80k mẹ bay. Mẹ bay 80k nha. Mã số 8, mã số 8 thì lên cho anh chị mình là một cái búa mini nè. Cái búa nhổ đinh mini, không biết là sử dụng vào lĩnh vực gì luôn. Này, búa còn ok lắm. Đào đéo này. Đó, nhổ đinh này. Mà có CC à. Mà cán là cán sắt luôn. Này. Kêu rồi dạy làm anh đi căng. Đó, cán sắt luôn. Nói chung là mấy cái này về chắc làm da hay làm cái gì sưu tầm chơi với có xíu xíu à. Cái size chiều dài cái cán nó 18 này, còn bán ngang đây thì nó có 6.5 này. 6.5 này nha. Đó. Cân nặng nha. Cân nặng nó 1 lạng 3. Cân 1 lạng 3 thôi, bán 50 ngàn. Mã số 8 50k, 4 mini. 50k. Chắc cái này về sưu tầm chủ yếu chứ xài chút xíu xíu. Rồi mày sẽ chiến lên 4 cái kìm luôn đi. 4 cái kìm luôn. Ở đây cái kìm này không biết làm cái gì. Này. Đó, hoạt động thì bình thường, mà không biết làm cái gì, chắc uống kiểm uống gì nè. Đó, cán kiếp bây giờ nè. Con này thì size dài nó nè. Size dài nó 15 một cây. Cây thứ hai thì cái dòng KTC này. Đó, mà dòng dạng như nó là dòng họ của mấy cái anh kìm cá, nhưng mà cái anh này thì làm mỏ nhọn, còn mấy anh kìm cá là anh ra này. Đó. Răng cỏ thì còn như mới luôn. Cái này gì anh chị mình sử dụng ok lắm. Mấy dòng này thì đi bãi thì cũng ít gặp lắm. Ừ. Con này dòng KTC cũng dòng xịn nha. Cái size chiều dài nó này. Size dài nó thì được là 17. Cái phần này thì để cái kẽm luôn, phần này này nha. À, để em test cho anh chị xem này. Đó, này. Đó, thấy chưa? Là hai cây này. Rồi cây thứ ba là cây này
kim cá, nó có hai size nha. Một size thì dạng như size ngàm rộng á, để quý vị mình kẹp rộng rồi kia này. Rồi size nữa là miệng khít luôn, miệng khít nha. Thương hiệu qua này là cái gì đây? WKL KT, WKT có logo nội địa nha. Con này cũng nhập Nhật luôn nha. Đó. Con này thì size dài nha, size dài nó 20.5. Răng miệng thì đẹp lắm, mấy dòng cá thì người ta ít xài á, cho nên là răng miệng như mới vậy đó. Rồi con này luôn, con này thì có con tôm này. Đó, con tôm thì chà bá hai bên luôn. Như lại ở chỗ phần này cũng có con tôm luôn. Đó, làm tính ra là nó cũng kiểu như nó làm một bài bản nha. Tôm ba con tôm. Đó, hai size luôn. Size này thì cũng giống cái kia luôn. Con này thì size dài đó thì là 20 con này 20.3. Rồi bốn coi nha, bốn coi. Mấy cái này thì quẳng cái kẽm chỗ ra được nha. Này, máy dòng này thì nó thiết kế là cái kẽm mà ra được. Này. Đó. Đó. Dày lắm. Đó. Đó, nha. Bốn coi này bán chị mình giá 100.000. Bốn coi 100, có cái con tôm thì đáng sưu tầm luôn. Mã số 9 bốn coi 100.000. 100k nha, mã số 9. Đây. Mã số 10 thì em lên cho ông chị mình là một cái mở đếm máy mài đa năng nha. Con này thì cũng chị mình xài cho đá 100 này. Đá 100 một tấc này, rồi đá một tấc rưỡi này, một tấc 8. Đó, nói chung là con này có độ mới cao nha. Anh chị nói nè, dòng top gia băng luôn nha. Top gia băng mà ông chị thấy cán nó đã không? Bình thường thì máy kia cũ em bán có 100.000 thôi. Mà máy dòng này thì giá nó thì tầm 130, 120. Con này thì em bán 120 thôi. Cái này thì chỉ cần đúng cái khức nó, đóng khức nó nha, thì em chị mình siết lại, siết lại là nó cứng lại là mình sử dụng thôi đó. Còn thường thì đây quay tái đi lui nè ha. Ok luôn nha, 120k. Mã số 10, mã số 10 120 nha, mã số 10. Mã số 11, mã số 11 thì em lên cho ông chị mình là một combo lưỡi cưa. Lưỡi cưa ở này hình như bọc được máy lưỡi này, đem chút ai thử được máy lưỡi. Ba lưỡi. À, lưỡi này lưỡi xịn. Không, lưỡi này em để lại nha. Lưỡi này em không bán nha. Cái lưỡi này là để gắn vô cái cưa ấy nè. Cái lưỡi này để gắn vô cái cưa mà dạng như góc hẹp á, cưa góc hẹp này. Nó có hai mặt lưỡi nè. Hồi nãy anh chị thấy nè, lưỡi đó nè, cái mặt lưỡi đó. Đó, là dòng này là để gắn vô cưa góc hẹp. Đó. Không lỡ bán luôn 100.000. Bán luôn 100.000. Không mua thì mình để anh xài. Để gắn vô máy cưa rồi bán. 100k mã số 11. 71 100k nha, 3 lữ. Mã 12, mã 12 thì lên chị mình làm một cái búa đóng nhựa đinh nha. Đó, búa này còn tương đối luôn. Này, đầu đóng này. Đó, đầu đóng này. Rồi cái lớp nó cũng không xệ mới nha. Rồi cái chữ đó thì đóng trong đây. Đó. Con này thì cán kiết độ ok luôn, cán kiết ok nha. Con này cân nặng của nó thì được là 4,5 lạng. Con này nặng 4,5 lạng bán 6.000. 6.000 về đóng đinh nha. 12. 60k. Mã 12 nha. Mã 13, mã 13 thì lên cho anh chị mình là một cái đánh dĩ cá bình đồng. Đây. Cán thì cán gỗ nha, cán gỗ này, đồng thì nó đúc đồng nghiêng coi xuống tay dưới đây nè. Đó, đánh dĩ cá, vậy anh chị mình đánh dĩ cá là ok nha. Đó. Đánh dĩ cá. Mấy cái này thì về mình xài tới chừng nào mà mình mua dục thao với mình không có sợ sét nha. Mấy dòng đồng thì nó có sét cho nên là anh chị mình về xài quanh năm suốt tháng luôn. Có thể là mình để mình sưu tầm cũng được nha. Mấy dòng này xài sướng lắm. Rồi con này bán anh chị mình giá 120.000. 120. 13 nha. 13 120k. Mã 14. Mã 14 thì lên cho anh chị mình hai cái tiếp này về xài đỡ nè. Cái dòng này không có thương hiệu nha, không có thương hiệu. Đó. Một cái thì cần lắc 3/8. 3/8 này. 3/8 nha. Thì đang gắn cái đầu 21. Đang gắn cái đầu 21, em gắn vô luôn. Đó, hoạt động này. Đầu chiều này. Đó, dòng này thì không có thương hiệu. Một coi. Cái này thì size dài đó nè, size dài nó là 20 nha. Rồi coi này thì dạng như mình chặn qua như thế này mình chặn còn được nè.
rồi dạng thẳng cũng được này, rồi dạng quay góc đây cũng được đó, kiểu như mình dạng kiểu gì cũng được hết đó. Con này cũng có thương hiệu luôn đó, đồ chiều này đấy. Đó, đồ chiều hai cây này lấy 100.000 thôi, dòng tặng cho cái đầu 21 luôn nha. Hai cây kiểu như là dòng có thương hiệu mà nó thì bán nó rẻ hơn, còn thường dòng có thương hiệu một cây bán gần 200.000 á. 38 14 này, 100k hai cây nha, 100k hai cây mã 14. Mã 15. Mã 15 thì lên cho anh chị mình là một cây thước này, cây thước này. Đó, cây thước dòng này thì nó xịn hơn nha, dòng mà dạng như số này, số mà dạng như nó đóng ví dụ như là số 100 đi, số 100 mà nó đóng chữ chữ đỏ này mình dễ phân biệt á. Đó, 150 là chữ đen này, 200 là chữ đỏ này, 300 là chữ chữ đó này, đó thương hiệu chim cánh cụt nha. Đó, logo nội địa luôn. Con này thì ở phần mặt sale nó. Ở mặt sale nó thì nó có cái bảng hướng dẫn gì chia nhân đồ tùm lum tà la nha. Rồi, con này thì tính ra còn khá là sáng. Khá là sáng đẹp nha. Con này em đo này. Bảng ngang của nó thì được là 2,6 này. Chiều dài thì được là 33.5 này. Cái này thì cái độ dày của nó nha. Cái này thì chắc là tầm ly á, cái này dày lắm. Một ly nha, dày một ly. Cái này em bán chị mình giá 6.000. 6.000 nha. Bình thường mấy cái loại mà dạng như nó không có số rồi nè, em bán chỉ có 40.000 thôi, 30.000, 40.000 thôi. Này sớm 10k nha. 15. Còn máy shop khác thì em thấy mấy cái này là bán 90.000 nè. Nhưng mà tùy mẫu shop bán thôi. Thùng nghề luôn. Quốc thùng nghề luôn ơi. Thùng nghề này thì còn đẹp lắm nha. À nè. Kể cả nước sơn luôn, dòng có thương hiệu luôn này kia nha. Này, cái gì cô mai su gì đây. À, có da bạc đóng da bằng luôn này, da bằng luôn này. Phần đáy con gì nữa này, độ mới con này cao lắm nha, mới cao lắm. Thì ở đây thì cũng dạng như mình siết lại đây, nó có cái này hơi bị đẹp so với mấy cái khác nha. Thì bình thường thì mình gài vô xong rồi mình gài vào da này là nó không có xúc cái này ra. Bình thường mình xách với như nhầm khi nó bị xúc đồ, rớt đồ xuống. Đó, còn cái này thì nó an toàn hơn xíu nha. Mặt trong của anh chị mình thấy nè. Đó, ok chưa? Nó còn đẹp lắm. Đây nè, đó. Bên trong sáng lắm. Cái này thì em đo bán nha. Ngang của nó thì là 35,2 nè. Còn cái chiều cao nè, chiều cao là lòng sâu nha. Cái lòng sâu nó ấy, lòng sâu nó được 10,5. Rồi cái bàn ngang. Cái bàn ngang của nó này. Bàn ngang của nó thì được là 15. Cái thùng này độ mới cao nha, anh chị mình dùm trong này. Giờ mà dòng có thương hiệu đóng cho bàn hiện hơi nha. Đó, đóng cho bàn hiện hơi. Cái này thì mình gài xong rồi mình chốt cái này lại này. Nó cực kỳ xịn sò luôn. Rồi. Đó, mình gắn cái này lại khi mình xách lên á là nó không bị tuột cái này ra, nhiều khi nó bứt cái này ra cái nào nó tuột ra. Còn cái này nó dính lại là chừng nào mà mình cậy ra, không cậy là không nói nha. Cái này bán 200.000. 16 200k nha, 16 200. 16 này 200. Còn ba cái mà dạng như độ mới cũng cao thì em bán rẻ lắm. Tầm 150 là cao à. Cutter. 17 thì lên cho anh chị mình là một cây cutter viết lùng á, mẹ dòng có thương hiệu nha, đây này. Đó, da băng nha. Sunlan gì đó này. Con này thì độ mới cũng cao á, đây này. Đó, tự động. Rồi đồ chiều này, đồ chiều. Còn chị mình dạng bình thường ấy, mình dạng bình thường thì mình gài về khớp giữa này, gài về khớp giữa là nó cứng cái đầu này mình dạng thôi, nó không có tự động nữa nha. Đó, kiểu như thế. Đó, cái đầu nó là gắn vít số ly 3. Thì của anh chị mình số ly 3 thì nó thông dụng nha. Thì anh chị mình cứ mua về mình gắn vô thôi. Gắn vô là mình xài. Nó hiện tại là 3 kia này, anh chị mình mua dẹp rồi đục giác pha thị rồi nó đủ thứ cái kiểu nha. Bán 6.000. Tự động 6.000. Cái này dòng có thương hiệu dòng xịn nha. 60k. 17 nha. 17 60k. Rồi mã số 18 này, mã số 18 thì lên cho anh chị mình làm một cây kìm điện. Con này thì đẹp như mới luôn nha, anh này. Cái phần miệng ngàm ấy, phần miệng ngàm rồi nè. Này cũng gì anh thấy nè. Máy này thì em hay quay kỹ lắm nha. Em. Đó, khít nịt luôn nha. Khít nịt luôn này, còn phần răng nè. Răng đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Thương hiệu này. Đó, có logo nội địa luôn nha, khắc chữ chìm sao lắm. No 1050 này. Đó, còn cái phần cán nó thì nó bị dính tàn thuốc, dính tàn thuốc này mà nó chưa bị lủng lủng lá sắt nha, cho nên là vẫn có an toàn cho anh chị mình sử dụng. Đây, dính tàn thuốc này.
Đó, nó dính thằng thuốc, cái này là dính thằng thuốc chắc luôn á. Đó, còn bên này thì đẹp như mới luôn, bên này thì đẹp như mới luôn nha. Con này thì cái size chiều dài của nó nè, ren ngay miệng là đẹp cực kỳ luôn. Size dài nó là 19 nha. Con này bán cho anh chị mình giá 90k. 90k. Đúng ra là 120 á, mà nó nhỏ cái thằng thuốc này, nó mắc em 30.000. 90k 18. 18 nha. 18 90k. 19 này lên anh chị mình là cái coi kìm này nó hơi bị lạ luôn nè. Hơi bị lạ, mà cũng dòng cái dòng này, dòng hai coi banh này á. Đó, cũng đây số cái kia là để chữ A sao? Cái này số 2. Ai à, kia số 4 nha, này số 2 nè. Số 2. Mà cái size của nó nè. Cái của anh chị mình thấy này, nó banh kiểu nó kiểu như ơi xì máy anh mà anh khám miệng khám gì anh banh ra á. Đây nè. Đó, kiểu nó giả. À, cái này thì kiểu như là nó tiện lợi là máy gấp này kia anh chị đút vô. Sao anh chị banh ra. Đó, đó. Đó, banh ra. Bên trong thì nó không có răng cỏ rồi đó. Mà máy kìm này hơi bị lạ luôn nha. Hơi bị lạ. Đó. Vậy mình mua về mình sưu tầm rồi mình xài luôn. Cái lốp cao su cách điện còn tốt luôn này. Nó không có rách. Đó. Con này thì cái size dài nó nha. Size dài của nó thì được là 15.5 này. Con này thì em bán cho anh chị mình con này giá 70.000. 19. 70k. Mã 19 nha. Mã số 20. Mã số 20 thì em lên cho anh chị mình là cái này đi. Em lên cho anh chị mình cái coi kìm cái ống nước. Cái coi này á là em theo em nghĩ nha là nó bị thiếu cái lò xo. Nó thiếu một cái lò xo này, ngay đây có một cái lỗ này, lỗ lò xo này. Đó, là nó sẽ lò xo mà mắc đây mà em không có hình dung ra cái lò xo nó như thế nào để mà em mà cái này vẫn chế được. Nhưng mà mình hiện tại là em không có nghiên cứu được là cái lò xo nó là nó như thế nào để mình chế. Đó, cho nên là em bán về anh chị mình thứ nhất là mình chế lại nè. Đó, rồi thứ hai nữa là cũng chị mình kiểu như là mình ở nhà có một cái như thế này mà nó bị hư lử hay là hư gì đó. Đó, là anh chị mình lấy lò xo đó gắn vào đây làm xài thôi. Cái này là lử nè. Đó. Lử liếc là ok luôn á, bén lắm. Đó, size của nó là cắt được ống số 3 nè. WC số 3 nha, dòng MCC luôn, dòng MCC nè. Đó, WC số 3 nè. Đó, mặt in da banh nè. Cái phần hiện tại là mình vẫn bóp được nè. Đó. Nhưng mà cái phần mà mình khi mình gạt qua đây nè, nó có là sò nó đá gì á, nó đá cái này chơi gì á, nhưng mà hiện tại là nó không có, cho nên là nó trơn tru rồi nè. Đó. Đó. Dạ. Đó, con này thì nước sơn còn đẹp lắm. Con này thì cái giá của nó là nếu mà có đầy đủ linh kiện là bán 600.000 á, con này nè. Nhưng mà hiện tại nó thiếu một cái lò xo. Đó, cái này thì em bán cho anh chị mình giá 300 thôi. 300. Cái này chuyên khó mà ship nha, đi phải cọc nha. Chứ còn mấy dòng mà nó bị lỗi thiếu lò xo này kia thì không có đi không được nha. Anh chị mình thông cảm về đó nha. Con này thì em đo cái size nè. Chiều dài nè, chiều dài 30 nè. Còn chiều cao khổng lồ của nó là 14.5 dòng nó ấy thì cái lò xo em thêm nghĩ là hồi xưa bán giống như lò xo nó giống như cái có chữ quê có cái hai cái đầu móc á nó móc vô đó là khi mình gạt cái giờ này là lò xo nó đá cái này nó chơi với giờ này đó để mình gạt xuống là hiện tại vẫn gạt được này nhưng mà nó không có đá gì được nha đó kiểu nó như thế nha rồi mã số 20 300k mã 20 300 nha mã 20 mã 21 này, 21 là lên anh chị mình làm một cái súng bắn silicone nha. Súng bắn silicone. Con này thì hiện tại là bên trong mới này, mà ở ngoài thì nó có xuất xuất nhị nha. Ở ngoài thì đây, nó có xuất 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 nhị ở đây nè. Đó. Đó, con này thì em bán giá em về anh chị mình sử dụng nha, à, hoạt động này. Này giữ lại không có đứng nha. Giữ lại không có đứng nè. Con này bán 80.000. Cái size nó này. Size keo bên mình có nha. Ở 26 27 là xài được tốt hết. Đó, bán 80.000 nha anh chị những chị đó nè, chưa dấu hiệu sử dụng luôn mà. Đã trời suốt xéo 80.000 mã 21. 21 nè, 80k nha, mã 21 nha. Mã 22. Mã 22 thì lên cho anh chị mình là một con mã lốt đi. Con mã lốt size 300. Cái này thương hiệu Sankey luôn, độ mới cái nó nói chung là còn có sử dụng nhưng mà còn mới lắm. Đây nè. Đó,
anh chị thấy đẻ không? Máy này đẻ ghê chưa? Đó, dòng này thì nó ít lắm, nhưng mà cái hàng em thì hàng mắc tiền nữa, hàng 101 kg mà. Về cho nên là nó nhiều đồ nó sáng láng xíu đó. Còn bình thường thì những cái hàng giáo 6 thì nó ít tiền hơn thì không, nó đồ nó cũng sáu nó đen lắm. Đó, con này đẹp ghê chưa? Size 300 nha, hàng thương hiệu Senki, có đóng da bằng ngàn hơi luôn nè, dòng chuẩn Nhật luôn á. Miệng mồm thì anh chị thấy nè, hoạt động bình thường nhẹ nhàng lắm, nhị cực kỳ luôn nha. Quá nhị luôn. Đó. Rồi cái này bán chị mình giá là 150 nha, 150. 22 này 150k. 150k. Rồi mã tiếp theo thì em lên anh chị mình làm một cái kim mẫu quả. Con này thương hiệu của Top nha. Con này Top là da băng nè. Đó. Con này thì cái phần răng nó thì người ta cũng có sử dụng rồi nha, nhưng mà răng vẫn còn ok để gì anh chị mình xài. Là bên này luôn nè. Đó, có dòng này nó có là sò luôn. Anh này không chị bóp vô này, thả đây nè. Đó là sò nó bật này. Là nó là sò nó nằm trong đây nè. Rồi. Thả đây này, bật này. Thả đây bật này. Size này con này size 5 nha. Size 5 á. Size 5 này, 25.5. Con này bán cho anh chị mình giá 80.000. 80k 23. 23 80k. Mã số 24 này, 24 thì lên anh chị mình làm một cây cưa này. Cây cưa. Đó, con này thì còn tem mạc luôn. Con này độ mới cao, nó còn trong bì như thế này nè. Đó. Đây. Cái này hiện tại là cái lưỡi cưa sắt nha. Thì cũng chị mình muốn cưa gỗ thì mình mua thêm cái lưỡi cưa gỗ về mình gắn vô. Nó đơn giản lắm. Anh chị mình thay lưỡi này, mình gõ mặt lại xuống nha. Đó. Đó, lấy ra. Đó, lấy ra chừng mình gài vô á thì mình gài vô như thế này nè. Đó, xong mình cái mạch là người ta thiết kế là không có lá răng nè, chị mình gõ xuống. Đó, là được thôi. Đó, đơn giản vậy hả? Thương hiệu mộc chết nha. Đây nè. Dòng này thì hiện tại cái lưỡi này là cưa sắt, có chị mình muốn cưa gỗ thì mình mua thêm cái lưỡi cưa gỗ nha. Size của nó thì được là 3, cái này chắc 3.3 chiều dài của lưỡi nè, chiều dài lưỡi được 25, chiều dài cán thì được là 39. Con này còn cái bì như thế này luôn. Con này em bán cho anh chị mình giá 90.000. Đó, còn bì lúc này 90.000 nha. 24 90k. 90k mà 24. Mà 25, 25 thì lên cho ông chị mình là một cái đồng hồ. Cái con này là cũng dòng bãi luôn nha, nhưng mà hiện tại là bỏ pin vô là thấy nó không cựu vậy. Đó, con này thì chắc em bán sát gì em chị mình bỏ ra tiệm hồ á, nhiều khi á người ta bỏ lâu nó bị ten mấy cái mạch này không có này, hay là nó bị gì đó. Cái này thấy nó hơi lông lông á nè. Đó, con này thì em bán sát cho em chị mình để mặc kìa, anh chị thấy thương hiệu nó nè. Đó. Con này còn đẹp lắm, nhưng mà con cái là bỏ vô không thấy sống nha. Không thấy sống. Thì anh chị mình về đem mấy tiệm đồng hồ á, nó sửa lại 2-3 dọc gì đó anh chị mình xài nha. Bán ngang nó nè thì 17 nha. Đó, cái này thì bán mã mù thì anh chị mình phải cọc em mới đơn được nha, còn không thì chuyển khoản cộng 20.000 ship. Đó, kiểu như thế. Rồi cái này bán cho anh chị mình giá 70.000 thôi. 25 nha, 25 70k. Về ra mấy tiệm thoại là quên tiệm sửa hồ á, ra sửa nhanh lắm. Buồn nhùi biển đồng. Xấu quá. Còn nó dày nhưng mà người ta chà nó bị xệ ra, nó độ mới không cao, bán 20.000 này. Cái này bằng đồng nha, không chị mình chà những cái mấy cái đồ mà đây. Mấy cái này em chưa vệ sinh này. Đây này. Đó là nó khỏi bị xước, nó khỏi bị xước mấy cái tem mạc này kia. 20.000. 26 nha. Đó, dày lắm. Dày lắm này, con cái là người ta có sử dụng nó xệ ra nhị xíu rồi. Rồi tiếp tục lên nhóm chị mình làm một cây cờ lê nó coi hai số bên này 8 này, 8 luôn, bên này 8 luôn, con này cũng tốt nha, xịn sò luôn, mấy cái đầu miệng thì ok luôn, tưởng 4 số nhưng mà 2 số thôi. Đó, còn giữ tốt nha, bình thường buổi chiều này. Đó. Đó, 8-10 nha, 8-10, 8-10. Rồi con này bán cho anh chị mình giá 90.000, dòng tốt xịn sò. 27 nè. Này nó nhiều quá. 90 k. Mã số 27
90g. Mà 28 này, 28 thì lên cho anh chị mình là một cây cây thước. Đó, cây này có mực thước thi ở đây luôn, xịn sò này. Anh chị mình để mình đo cân luôn, cái mặt này mình làm chân á, xem mình đo này. Dạ. Đó, được hai chức năng luôn. À này, mặt trong của anh chị thấy này. Thả ra hút rút dây được nhanh nha. Đó, ở đây bị lấy cái bùi nhùi này anh muộn xíu. À này, cái này bị đốm hao xíu này, chè ra nha. À chưa. Máy bùi nhùi này chè xuống lắm. À này, à. Cái này được 2 mốt nha, 2 mốt. À, kéo ra bên trong này, sáng lắm. Thả ra rút dây được nhanh luôn. Đó, con này bán cho anh chị mình giá 40.000. Có mực thị luôn nha. 28 này. 40k này, 28 nha. Mà 29 thì lên cho anh chị mình là cái này có đây. Cái này này có chí nè. Nè, nó thiết kế đây nè. Nó này có nè. Vậy nó này. Đó, nó này đó, nó đúc xuống nó này góc á. Có góc nó đưa lên cái này, cái này nó cắn cái này nữa nè, đỡ lên sau lắm. Là đứt luôn góc luôn. Cái này bán cho anh chị mình giá 20.000 đi. Còn mới lắm. 29 hả? 29 20k. 29 20k nha. Rồi mã số 30. 30 thì lên nhắn chị mình là một cây Molot tiếp, cây này thương hiệu Sanki nha. Sanki. Cây này size 250 mà ông chị mình thấy nó sáng ghê chưa? Này. Dạ. Đó. Có đóng da băng rồi hẳn hơi nha, size 250 này, miệng mồm thì còn ok luôn. Anh chị mình nói chung là bên nó có sử dụng nha, nhưng mà về miệng mồm thì cũng còn đẹp á. Đó. Ok chưa? Hoạt động bình thường luôn. Cái này 90.000, 90.000 size 50 nha, độ mới cao. 30. Qua sử dụng rồi mà vẫn còn mới nha. 90, 30. Mẹ bánh nào để dành đây. Cái này là hàng để dành nha, bây giờ em xé ra. Xé ra. Rồi coi kéo nè. Nói chung là cứ em để dành cho được 3 video, anh chị mình không chốt nữa là em sẽ nha. Cái này thì dạng như để mình đai như làm chậu nè, để mình cầm lại á. Hay là anh chị mình xài vào mục đích dạng máy anh đi xe á, anh hay móc mấy cái hai cái đầu để dạng như mình khi mình chắc cúi hay chắc gì lên nó không có sệ bẩn ra. Kiểu như thế nha, anh chị mình nghiên cứu thử cái này mới ghê lắm. Mới len keng nè. Đó mà cái gọi này được đợt trước quá trời người hỏi mà con chú mua để dành bữa giờ. Đó, em sẽ luôn. Con này bán lại 70.000 nha. 31 hả? 31 này. 70k, 31, dòng có thương hiệu quá chữ đó này. 32 lên đây luôn đi. Cặp bấm ghim. Cặp bấm ghim này còn ghim còn xài được dòng mắt này. Dòng mắt thì cái dòng thương hiệu đạt tiêu chuẩn xuất qua châu Âu á. Rồi này, mắt in Japan nha. Đó. Bấm ghim. Bên mình là ghim vớ mình á, ghim vớ mình nha. Cái này cũng mắt luôn này. Đó, Made in Japan này, thấy không? Con này thì không phải Made in Japan mà Malaysia. Malaysia nha, con này đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Đó, Malaysia xuất Nhật. Con này để em bấm cái khác rồi, để tí nữa mình lấy mình cắt đó. Dạ. Để mình lấy mình cắt mấy cái đồ bên xài kia nó chống cái mỹ lử nha, một cây này. Rồi coi thứ hai, cây thứ hai. Đó, ok chưa? Ok, vậy anh chị mình để dành bấm vỡ rồi bán mấy cái tập này kia mình cần để mình bảo quản á. Hai cây bán 40.000 vậy mới. Bán lại 40.000 nha. 32 40k. Nè. 40k. Rồi mã số 33. Rồi mã tiếp theo thì em lên anh chị mình là hai cái kẹp chân đèn nha. Hai cặp kẹp chân đèn này. Cái này thì dạng như mình kẹp đây, như em đang kẹp cái chân đèn em đang livestream này. Thấy nha. Đó vậy đấy. Đó, kẹp cái chân đèn livestream này nó thiết kế như thế nha. Thiết kế như thế. Đó, là mình kẹp tiện lắm, mình muốn quay đâu mình quay nó tiện lợi lắm. Đó, rồi ở đây thì cũng chị mình kiểu như là mình lấy cái tri mình có mũi nhọn này, mình cắm vô đây, mình đưa cao thấp này kia tùy mình lấy cái tri đó. Xong bắt đầu là anh chị mình làm ở ngoài trời này kia ấy, thì anh chị mình đem ra mình cắm xuống là mình xài thôi, chỉ nói cho nó tiện lắm. Đây thì kẹp cực kỳ chắc chắn luôn á.
Độ mới cái này cao lắm. Cái này thì cái ngàm mở rộng nó nè. Cái này ngàm mở rộng của nó thì được 8 nè, được 8. Đó, cái này thì anh chị thấy còn mới len keng luôn nha, một coi. Rồi coi thứ hai này, cái ngàm này ngàm lớn luôn, ngàm lớn dạng như kẹp máy chân to á. Dạng như máy chân mà bóng điện ở ngoài ở ngoài trụ điện á. Này nó ngàm nó tới 12 lần. Đó, con này thì cũng mới len keng luôn. Rồi này. Đây thì mình nhét cái coi vô. Đó, nhét cái coi vô là mình sử dụng. Đó, hay là anh chị mình dùng để mình cầm đồ, kéo đồ này kia ấy. Mình thấy cái nào thuận lợi lên làm nha. Hai con này bán cho anh chị mình, hai con này 100 ngàn. 33, hai con 100k. 100k nha. Đó, 100k. 34. 34 em lên cho anh chị mình cặp e-lốp đi. Cặp e-lốp của xe mình bấy được xe đạp, xe máy. Đó, anh chị mình coi thử hợp lý thì mình nói nha, hai coi đều có thương hiệu hết nha. Con này thì thương hiệu nói gì đây? Aura là dòng nói hay Made in Japan. Made in Japan này. Đó, size nó thì nó để 360 mm này. Đó, con này thì nước sơn riêng nó còn luôn. Nó đẹp lắm, một coi nha. Đây này. Đó, đập bay lốp này. Chưa? Ok chưa? Này bản ngang này, bản ngang của nó thì được là 2,9 này. Chiều dài ra cán luôn nó được 35. Cái này cái bề dày nó này, dày nó được là 7 ly. Một coi. Coi thứ hai con này thì thương hiệu Shopee của Nhật luôn nha. Shopee này. Size này nó 450 này. 450 Shopee. Đó. Cái đầu bẫy nó này. Đó, bên này luôn. Cái con này thì nó hơi cũ hơn so với cái kia, nhưng mà hai con này thì nó một cặp, một con ngắn, cái dài. Dạ như mình bấy cái con này để mình gán vô cái tem á, xong con này mình bấy tiếp, kêu nó như thế nha. Rồi con này bạn ngang này, bạn ngang nó được là 3. Chiều dài nó được 44 này. Đó, bề dày nó cũng khá là dày, dày hơn cái kia luôn. Hai con này nha, hai này một cây độ mới cao, một cây độ mới không cao nha. Bán cho anh chị mình cặp này giá là 190.000. Ba mươi bốn nè, 190k, 34 nha. Rồi mã số 35, mã 35 thì em lên cho anh chị mình làm một cây làm xem hàng bonsai vô đây đỡ ngán nha, bonsai đi. 35 đẹp đẹp lên coi có da nè. Coi này thì cái về là nó có cái lớp da dạng như bao quệ lưỡi nè. Đó, về anh chị mình sưu tầm nha, da xịn luôn á, anh chị nó da xịn á, mà còn mới lắm. Đó, còn con này thì dạng như đồ mới keo, đầu chữ nè. Đó, chữ ok luôn nha, chữ nè. Đó, rồi cái nước sơn anh chị thấy nè. Với lại con này nó thiết kế so với cái khác thì nó xịn hơn nha, nó đẹp hơn. Đó, đó, để máy cất như này. Đó, rồi miệng mồm nè. Miệng mồm nè, lử thì khít nha. Đó, mặt trong này không rỉ rổ một chút nào luôn nha, còn đẹp lắm. Bên này luôn này. Đó, ok chưa? Lỡ thì bén riêng riêng luôn. Bén riêng riêng luôn nha. Không có mài, không có chạm gì ta nói nha. Bên này em test nè. Đó, ok chưa? Máy dòng này nó về mình tỉ dâm sướng lắm nha. Nó dòng tỉ dâm mà. Đây này. Đó, con này hơi to nhưng mà em thấy độ bén cao thì mình vẫn test các bình thường nha. Vậy thôi, cắt xuống ha. Xuống lắm. Đó. Con này thì cái size dài nữa nè. 17. Nó có cái bao da như thế này luôn. Bán cho anh chị mình con này giá 200. 35 200k. 35. Hai trăm k nha, mã 35 này, còn cái bao da như thế này luôn. Mã số 26, 36, mã 36 thì lên cho anh chị mình là một cây từ dán, một cây kéo bướm nha, kéo bướm. Con này thì kéo bướm dán từ dâm, kéo bướm từ dâm nha, từ dâm. Con này thì cũng chị thấy cái độ mới đó, này. Mới ghê lắm. Đó, nước sơn còn ở luôn mà dặn như nó thiết kế mấy cái này thì y xì mấy nó cộm như này, đó nó cộm nha, anh chị thấy mặt ai rõ nhất này, đó. Nhưng mà cái nước sơn riêng nó như thế luôn nha, kè lên lử luôn nè,
Lưỡi không ri rổ gì luôn nha, không ri rổ đẹp lắm này. Đó, lưỡi thì cũng bén riêng riêng luôn, không có phá mài gì hết nha, không phá mài luôn. Đó. Ra, trong này. Dán bún tiệt dâm nha. Con này thì xa lưỡi nó được là 5,6 nè, chiều dài tổng thể được là 18 nha. Đó, chữ thì đây, chữ nè. Đó, con này độ mới cao, thiếu bì thôi. Ba chữ nha, ba chữ. Con này em tép gió này. Ok chưa? Ok nha. Tép cái coi luôn nè. Đó. Máy coi này thì dạng như nó dòng lớn để mình tép cành nha, chứ còn tép dâm nữa không phải tìm ở đó, nhưng mà mình nhiều khi mình có coi mình tép ép nó xíu cũng được. Đó. Rồi con này em bán cho anh chị mình, con này giá 160.000, 160k nha. Lâu lâu có một coi. 36 160k. 160k mã 36 nha. Rồi mã 37 thì lên anh chị mình là một coi móc bonsai làm gì rồi em không biết nè. Này. Nó thiết kế là đưa tay ra vô, xong móc cào gì đây. Đó, nó lạ quá. Đây này. Đó. Không biết làm mình bonsai hay làm gì cũng vậy, mình thấy hợp lý mình mua nha, hay nhầm khi mua về treo sưu tầm chơi cũng được. Cái này thì bàn ngang nó nè, bàn ngang nó là 4.5 nè. Cái chiều dài tổng thể nó thì được là 25. Con này thì dày dặn đẹp lắm. Yeah. Rồi con này lạ quá, bán cho anh chị mình con này giá 120.000. 37 nè, 120k nha. Mã 720k. Mã 38. 38 lên cho anh chị mình là một cây kéo cành này, kéo cành. Cái coi này á là cái chốt gài nó ở đây nè, cái chốt gài nó ở đây thì nó bị lỗi gì sao á, nói chung là gài nó không có được. Đây này. Cho nên là chế một cái chốt ở đây. Đây này. Lưỡi mày trong này, không đi rổ nha. Đây. Đó. Lưỡi trong là mày làm bén ngót hết rồi, về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đó, con này thì thương hiệu của nó này, thương hiệu nó là Saboten nha, Saboten. Đó, cái này thì dòng Nhật luôn nha, Saboten dòng Nhật á. Còn cái chốt gài nó nè. Đây nha. Đó. Ừ. Chốt gài nó bị hở hay bị gì á, không có gài được. Đây. À, không gài được nha. Này giờ mình nghiên cứu, không nghiên cứu thì ở đây thì có thiết kế một cái chốt, cái này thì chốt nghiêng riêng của nó này. Rồi cái phần cánh này thì chế lại. Phần cánh này là chế lại. Còn mà cái phần chốt này thì không biết người ta nào thiết kế để làm cái gì nha, mà thấy y giờ này. Xong bắt đầu là móc cũng được ấy. Bắt đầu là gắn cái móc này vô là móc là đến khó lại luôn. Đó, thấy chưa? Rồi mình xài thì mình tháo ra đó, bóp vô này nè, tháo ra giờ này. Đó là mình xài luôn. Đó, thái chế ghê hùng không? Saboten. Con này thì nó thiết kế là có cái tay để mình cầm như thế này nè. Đó, là so là đủ cho anh chị mình về mình xài nha. Đây. Này em cái cành này, cách sướng cực kỳ luôn, sướng lắm. Đó. Con này em bán cho anh chị mình giá 130 đây về xài. Này nó cầm nó hơi nặng tay á, cái này tới 2 lần rưỡi luôn. 130.000. 38 này, 130k kéo cành. Mã 39 nè, mã 39 thì lên cho anh chị mình là cái dạng như cái móc này nè. Thứ nhất là cái móc này là nó hơi bị xịn nè. Rồi nè, nó so mấy cái khác này anh chị nói nè. Đó, móc vô cái đai quần. Thứ hai nữa là cái máy cái này á là nó gắn cái đầu xấu ly nè. Anh chị mình dùng để ví dụ như là máy anh la phong là keo nè. Đó, hay là đánh quýt này kia, mình hay chèo keo này kia thì mình móc vô. Sau bắt đầu là anh chị mình đây, mình kéo ra, mình lấy ra xài xong rồi mình bao quán, mình gắn vô đây. Đó, thấy không? Ok chưa? Còn ở đây thì mình sử dụng khon ở trên được, hay là anh chị mình làm cái mục đích gì đó, sưu tầm cũng được nha. Đây nè. Đó, là anh chị mình rút ra, mình tháo rút ra. Cái này kéo xuống rút ra. Rồi thường kéo xuống là mình tháo vô nó dính lại. Đó, là anh chị mình sử dụng là sưu tầm hay là móc khó. Là móc khó mình gắn quýt vô này xịn sò luôn á. Đó, đọc lại bên giường luôn. Móc ra. Rồi cái này thì bán cho anh chị mình giá 120.000 nha. 120.000. Vậy làm móc khó cũng được, rồi làm cái gì đó làm. Cái này hiếm gặp lắm nha. 39 nè. 120 bạn 39 nha. Ở đây thì một cái quýt với một cái mũi khoan luôn. Mũi khoan 3 ly sao. Nào cái mũi khoan đâu 20.000 rồi.
Rồi tiếp tục lên anh chị mình làm một cái kìm cái kẽm. Cái này thì cũng dòng MCC cán nhôm nha. Cán nhôm size 300, cán nhôm này. Đó, con này thì cái miệng nó thì còn đẹp lắm, không có mí gì hết á. Đây này. Này em bóp lại anh chị xem nha. Đây này. Đó, khít nịt luôn nha. Khít không lọt ánh sáng luôn á. Cái này thì nó chưa dấu hiệu sử dụng luôn á. Đây này. Này chỗ đây là cái phần bụi á. Đó, không có mí gì hết á. Này. Không mí nhưng chỉ mí một nhánh em cũng nói mà đây không có mí là không có mí. Đó, con này khá là đẹp. Cái size chiều dài nó nè. Cái size dài của nó thì được là 32,2 32,2 nha, cán nhôm. Cán nhôm. Cái này thì nó nặng 4 lạng 7 nè. Rồi, con này bán cho anh chị mình giá là 190.000. Cán nhôm. 40 nè, 190. 40. Rồi mã số 41 này, mã 41 thì em lên cho anh chị mình là một cây búa này, cây búa một đầu thì nó dài này. Đó, con này thì độ mới còn cao, còn nước ram đen luôn mà. Rồi cái đầu đóng thì đây, đóng dài này. Đó chữ này, quá là chữ luôn nha. Đó, không biết cái sử dụng nó gõ gì rồi này, mà nó mới ghê lắm. Đó. Cân nặng của búa này thì nó được là 2 lạng 6 nha. Con này bán cho anh chị mình giá 6.000. 41 nha, 60k. Rồi mã 42, mã 42 thì lên cho anh chị mình là một cây búa đóng nhựa đinh. Đó, con này thì cán lốp cao su này. Ok chưa? Rồi cái phần phần cán sắt này, cán sắt đẹp á. Ok luôn. Rồi đầu đóng này, đầu đóng con này độ mới cao luôn. Đó, rồi đầu nhựa đinh này. Còn đẹp luôn. Đó. Con này về anh chị mình sử dụng đóng đinh là ok luôn nha. Rồi con này cân nặng nó là 3 lạng 8. 3 lạng 8 con này thì em bán cho anh chị mình con này giá là 120.000. 120k. 42 nha, 42 120k. Mã 43 nè, mã 43 thì em lên anh chị mình làm một cây kìm ngủi. Cây kìm ngủi con này dòng Miri nha, Miri. Đó, con này thì miệng nó nè, miệng nó đẹp ghê lắm, chưa dấu hiệu xài luôn. Này anh chị nói. Đó chưa? Không lọt ánh sáng luôn nha, không có dấu mí nào luôn anh chị, dùng kỹ nè. Đó, mặt trong này. Ok luôn. Con này thì nó thiết kế xịn sò cái là cái mặt ở bên này nè. Thì nó để nó làm gai garen để mình dựng ốc luôn á. Đó. Hình tròn này, dàn cầm lại cực kỳ ok luôn á. Còn phần cán nó nè, cán nó thì nó đóng có thông số mã số gì đây. K516. Đó. Cái size chiều dài của nó nè, hoạt động thì bình thường nha. Size dài của nó 18.5. Con này bán anh chị mình giá 70.000. 43. 70k. Mã 43. Mã 44 nè, mã 44 thì lên nha anh chị mình là một cây kìm điện. Con này dòng TTC nè. Size nó thì em thấy là để 1775. Đó, cán thì còn ok nha. Cán thì còn ok này. Đó. Ở đây thì nó có xước nhẹ miếng này. Mà không có lá sắt nha, xước nhẹ cho đây xíu thôi. Này. Con này thì răng miệng này. Chủ yếu là răng miệng thôi, còn quan trọng cán kiếp rồi em cũng ít để ý mấy cái đó lắm. Tại vì răng miệng mà nếu mà về nó bị mí này kia mình đâu xài được. Đó, đây. Khít nịt luôn nha, khít nịt luôn. Đó. Yeah. Con này thì cái size dài nó nè. Size dài của nó thì được 19 luôn. Con này bán chị mình giá 90.000. 44 90k. 90k nha, mã 44. Mã 45 thì lên chị mình làm một cây kìm bấm cốt nha. Con này thì hiệu của con Lotter con tôm này, có hình tôm luôn. Lotter. Rồi ra thì nó để size này 1,25 này, 2 này, 5,58 nha. Đó. Bên này cũng có Lotter con tôm luôn. Này. Cán kiết rồi còn ok cho anh chị mình về sử dụng nha. Con này còn đẹp lắm. Đó, còn đâu nè. Không có bung nha, không bung nè. Đó ha. Đó. Đó. Cực kỳ ok luôn. Con này có logo nội địa luôn nè. Con này còn khá là đẹp nha, răng cỏ này. Đây. Ha, không có dập mã gì hết á. Cái này ít sử dụng mà. Hình như là chưa thấy sử dụng luôn hay sao. Cũng thấy dấu mà xước dập vậy hết mà. Con này thì size nó nè. Size nó thì được là 26 nè. Con này cán cũng còn đẹp lắm nha. Chữ chiếc rồi nè. Rồi cái này bán anh chị mình giá là 245 nha, 24. Mà 46 này, 46 thì lên chị mình làm một cái kìm cắt kẽm nha, kìm cắt kẽm. Cái này thì dùng cắt kẽm rồi cắt kẽm bên size cũng được. Nói chung là tùy của chị mình vào mục đích gì nha. Đây nè, cái phần miệng cắt nó nè, cực kỳ đẹp.
Nói chung là nó không có mía hay là nhâm gì hết nha. Đó. Hoạt động thì bình thường này. Đó, là so não là so hết 50 ngàn rồi. Là so sâu á. Đó. Cán kiết thì ok luôn. Người ta đánh dấu nó này nhưng mà không có ló sắt gì hết nha. Đó. Cái này cán nó dày lắm nè. Đó. Cái này thì em tép cái kẽm này. Nè. Xuống lắm. Này, không, nó cái kiểu như cái dòng nó cái chữ lực á, vậy vô nè. Không, nhẹ nhàng chứ không có gì hết. Đó, không. Ok luôn. Này. Đó, chắc nãy giờ không thấy mỉa gì hết luôn nha. Đó, chứ mỉa là hư luôn rồi. Chốt gài lại nè. Cái này thì size dài của nó nè. Size dài của nó là 19.5 nha. Cái này mã số là 46. 46 cái này em bán cho anh chị mình giá là 280 26 26 28 nha. Đó, đẹp như mới luôn. Này 47 thì lo nha anh chị mình là một cây cờ lê này, một cây cờ lê đen đen. Đây. Thấy bên này thì nó dặn gì không biết nó đây phần trăm nha. À cái này vậy, từ 8 cho từ ốc 8 nha cho đến là ốc 19 này. Còn cái này gì 11 phần trên 25, độ 3 phần 4 gì đó này. Đó răng nữa nè. Anh chị chỉ cần đưa ốc vô thì ốc 8 thì vô đây. Xong ốc 9 na 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 đây đây. Răng nó còn đẹp lắm. Cái này như về mình siêu tài tầm luôn. Đó, cái lốc su này. Ok chưa? Đó, con này giống như làm máy coi gắn câu á. Đó. Rồi con này nha, con này bán chị mình về xài rồi chưa tầm, nó từ dạng từ ốc 8 cho tới ốc 19 nha. Đó, là tính ra là hết số luôn rồi. Hết số. Xa dài cái cán nó 19 nha. Rồi con này em bán cho ông chị mình con này giá là 80 ngàn. 47. Do là hầu giờ em cũng thói nhưng mà xong em nghiên cứu là em thấy là ở đây là dạng ốc 8 này, thấy ốc 19 là còn lê đen đen á. 48 này, 48 thì lên chị mình là một cây cây kéo cái ống nước nha. Con này cũng thương hiệu MCC Gia Bang nè. Đó, con này thì dán cái mập, Đó. Đông nè. Lưỡi nè. Lưỡi còn ok luôn, không mỉ gì hết nha. Nè, lưỡi còn ok nè. Đó, hoạt động nè. Đó, con này là đá này, em bật ra là đá này. Đó, nhìn thấy đá không? Còn coi kia bật ra không có đá nha. Lại coi kia bị thiếu cái lò xo gì đó. Đó. Động bình thường luôn. Con này thì em, ở đây thì em thấy là nó để dòng US này, US. Để em mở cái ngàm nó thử nó rộng được nhiêu nha. Này thường nó cắt được ống 28 hay sao? Nè. Đó, gần 70 á. Thì trừ heo ra thì cắt được ống 28 á. Ống 27 á. 27, 28 gì á. Đó. Đó, ok luôn. Con này thì size dài nữa nè. Size dài của nó thì được là 18.8. Con này em bán chị mình giá 140. 48 này. 140k nha. 140k. 48. Rồi mã số 49 nè, mã 49 thì em lên cho anh chị mình là một cái coi xía. Con này giống như dòng nó xía nảy lên nè. Hay là không biết làm cái gì luôn mà nó ba chia nè. Nó ba chia mà cái mũi nó nhọn lắm. Đó, con này. Không biết thiết kế làm cái gì luôn nha. Đó, mà con này xịn lắm nha. Xía mình bấy kiểu như là cái gì mình đi đầu gì đó. Rồi bàn ngang nè. Bàn ngang hai chỗ cái đầu ba chia đó thì được 7.3. Cái chiều sau vô nè, chiều sau vô được 12. Còn cán nó chuyện thôi, nó làm đốc liền luôn nè. Đó, nó làm đẹp ghê không? Chị dài cái cán này. Chị dài cán thì được là 29. Con này em bán cho anh chị mình con này giá là 70 ngàn. 49 nè. 70k. Rồi mã 50 nha. Mã 50 thì em lên anh chị mình làm một cái eto đi. Eto. Rồi có khách dặn lên. Nhưng mà trong khi là cũng không ưu tiên ai nha. Anh chị mình chốt trước thì em sẽ chốt cho người đó nha. Không có ưu tiên ai đó. Đó thì anh chị mình cũng thấy là cái đợt vừa rồi em về em có chụp em có quay có chụp về qua Zalo á, có hàng về á, là anh chị mình thấy một bao nó tầm mười mấy 20 cái Eto này. Đó, với lại em nhập là hai bao là đều có Eto đây, nó tầm 20 mấy cái. Đó cho nên là anh chị mình cứ theo dõi con này mua nha. Con này thì 3/1/2 này. Đó, dòng chủng Nhật luôn nha, chứ không phải là dòng Trung Quốc đâu. Con này thì Erom N735 nha. 3/1/2 nha. Rồi ở dưới này, ở dưới là cái đế xây nha, đế xây.
Cái này thì đóng mắt in Japan này, đó mắt in Japan với lại đây là đồng số này. Đó, thì cái này thì hiện tại là cũng chị mình về bán bán bàn ốc rồi đây. Bán bàn ốc này bán vô gỗ hay là bán xuống nền á. Anh chị mình đều có định nè, xong rồi bắt đầu là mình xây á thì mình nới cái này ra. Xong anh chị mình xây nè. Thấy chưa? Xây tiện lợi luôn chưa? Đó là được sớm bị độ luôn á, đó, xây về đây. Đó, rồi mình xây xong là siết cái này lại. Siết cái này lại là nó cứng lại nha, cứng lại. Đó, xây xong mình siết cái này lại. Đây nè, siết cái này đi. Đó, mục đích mình siết là dạng như là nó cố định lại, nó không có quay nữa. Còn mình muốn quay á, mình muốn quay thì mình lại nới ra là mình quay tiếp nha. Đây nè. Đó, là cứng này ha. Cứng không? Đó. Còn mà khi quá trình mà dạng như là em gói gửi á là anh sẽ siết ống này vô nha. Siết ống này vô cho nó có cái độ sát á, khi mà dạng như mà gói hàng nó dạng như người ta nhúng xuống nó dòng ấy là cái này nó không có nó khít lại. Nó khít lại là nó sẽ không có bị bê cái đế của anh chị mình nha. Đó là vậy, anh chị mình lấy ốc 17 á. Vậy mình nới cái này ra 17 hay 19 gì đó. Là mình nới cái này ra xíu là để mục đích là để nó xây tròn á, nó thông suốt như thế nha. Đó, rồi cái này thì em quay ra cho anh chị mình xem mồm miệng rồi em đo cái phần để mình gõ nha. Kiểu như là cái phần eto dạng như cái phần đó là để mình đi á. Đó, để mình đóng rồi mình gõ này kia này. Rồi, ngàm rộng hết cỡ nha, đây này. Đó, còn khức này. Đó, bên này luôn. Đó, nói chung là cái này còn đẹp nha. Rồi em đo thì cái phần mà rộng hết cỡ của nó là nó bao nhiêu nha. Rộng hết cỡ của nó là nó được là 7,8. Rộng hết cỡ là 7,8 nha. Rồi em sẽ cân nặng. Cân nặng của nó thì nó được bao nhiêu nha. Đó. Cái này thì cân nặng của nó nè thì được là 4,1 kg nha. Nặng được 4,1 kg. Nặng được 4,1 kg. Cái này thì em bán cho anh chị mình, cái này giá là 900k nha, chuyển khoản ship luôn 900. À, đo cái thằng để đập này 4,2 nè, tuần 5 nè, mã số 50 900 900k nha, mã 50 mã 51 nè. 51 em lên cho anh chị mình đóng cưa ra về tận dụng nè. Tận dụng. Nói chung là lữ đồ còn kia ok hết, không có bị gãy cái răng nào nha. Cái này em quay từng coi nè. Cái coi này á, coi này là bị lỗi của nó là nó phần gắn cái này. Anh chị mình nha. Đây, đỡ lên. Xem anh chị mình gắn cái này thả xuống. Đó là dính nha, dính. Dính nhưng mà cái độ dính nó ưng dính ưng không, kiểu như là nó bỏ lâu nó bị ten á. Đó. Còn răng này. Đó, răng có là ok luôn nha. Đó, nhưng mà cái này nó kiểu như là bao lâu ngày nó ten á, vậy anh chị mình khắc phục đây xíu một coi nè. Con này thì size dài nữa nè. Size dài của nó thì cái lữ thì được là 24 nè, chiều dài tổng thể được 27 một coi nè. Rồi coi thứ hai cũng dài luôn, coi thứ hai cũng dài luôn. Đây nè. Đó. Đây nè. Kiểu như là cái phần này là sò nó không kiểu như lâu ngày nó ten ấy, nó không có đá xuống. Nhưng mà con này thì cũng chị mình gắn được. Đây nè, anh chị mình ấy xong mình nhận cái này xuống. Đây nè. Nó không đá thì mình đá. Đó, mình nhận xuống là dính nè. Nhận xuống, đó là dính nè, dính lại nè. Đó, rồi cái này mình bóp lên lại là nó hơ rất lự ra. Đó, đây mình nhận xuống. Đó, ha. Dính nè. Con này thì đẹp như mới luôn nè. Đó, chưa gãy răng nào luôn nha. Chưa gãy răng nào, con này bén lắm. Đó, đẹp kỳ luôn. Nhưng mà nó bị lỗi lại xíu nha, bình thường mình bán con này 80.000 đến 100.000 á. Và hai coi này. Rồi coi thứ ba là con này nó bị gãy mũi. Đây nè. Gãy mũi. Chứ đúng ra là nguyên riêng là cái mũi nó y dời nè. Đó, nhưng mà nó gãy có mõm mũi thôi, mõm mũi nhưng mà không ảnh hưởng gì, anh chị mình về bạn cưa. Đây nè, lử nè. Đó, còn ok luôn á. Cái này thì nó cầm như thế này hơi bị xúc tay á. Đó, hiện tại là cái lử nó còn nè. Lử nó còn là 23. Chiều dài tổng thể thì được là 35.5 nè. Chứ coi này á là lữ thì ngon mà con cái nó gãy cái cùi. Đây nè. Nó có cái móc ở đây nè, mà nó gãy cái móc. Đó. Mà lữ thì nó không có bị mí hay là nó bị gì hết. Đó, lữ thì nó còn đẹp lắm. Đó mà gãy cái cùi thì cái con này thì gãy cùi thì vẫn sai bình thường luôn. Đó, lữ thì không có mí nha. Rồi con này thì hiện tại là size lữ nó nè, size lữ nó 22 nè, chiều dài tổng thể nó thì được là 34.5 nè. Rồi con này
Con này thì còn cùi nhưng mà lại gãy cái đầu mũi. Đây này, gãy đầu mũi nè. Nó gãy có chốm xíu thôi. Con này lưỡi còn dài lắm. Đây. Đó. Con này cũng chị mua về mình vẫn xài bình thường. Còn nếu kỹ thì cũng chị mình bo ở đây xuống. Đây này. Bo ở đây xuống. Bo ở đây xuống là nó được. Rồi, 2 này. 4 này. 5 coi nha. 5 coi này em bán chị mình giá 100 ngàn thôi. 100 ngàn. 5 coi chưa? Mà 51 nha. Mấy cái này thì nếu mà đi không thì phải cọc nha. Phải cọc á. 51 này 100k. 100k mà 51 đóng cưa luôn. Mà 52, 52 thì lên chị mình làm một cây kìm cái kẽm này. Một cây kìm cái kẽm nha. Đây. Đó. Cái này thì miệng mồm thì còn ok á, đây nè. Đây nha. Khiết nè, bóp lại nè. Đó, ok luôn nha, ok chưa? Đó, ok. Con này thì lớp da nó còn ok luôn. Lớp da này. Đó, cái kẽm. Cái này thì anh chị mình sử dụng cái kẽm nha. Size chiều dài của nó nè, size dài nó được là 14.5. Con này em bán chị mình giá 80 ngàn. 52, 80k. 52 nè. 80k nha, mã 52. Mã 53, 53 thì em lên cho anh chị mình làm một cái cây cuốc ba chia, cuốc ba chia nha. Cái này nó còn mới lắm, anh chị dùng cái nước sơn ở này. Vô, mới cực kỳ luôn. Đó, miệng nó nghiêng riêng cũng không ai đụng chạm tới luôn á. Đó, còn đẹp lắm. Đó, dày ghê chưa? Dày nè. Thức kẹp. À nè, dày sắt khâu của nó thì nó được tới 9 ly lận. Cái này em đo này, bản ngang của nó nha. Bản ngang của nó là được 14 nè. Cái chiều sâu xuống thì nó được là 23. Cái này về mình chà cán vô là sử dụng mình đào đất hay là mình lấy phân bò này kia ăn được. Cái này thì cân nặng của nó là số lạng chín gần 7 lạng á. Gần 7 lạng cái này nha. Cái này em bán cho anh chị mình giá 120 đi. 120 ngàn. Mã 53 nha, 120. Mã 54 nè. 54 thì lên chị mình làm một cái đồ này để anh chị mình trong nghề thì chắc mình biết nha. Để nó dạng như là nó khuyết kim loại đồ nè, nó rè đồ nè. Đây nè. Đó, cái này là cái đầu nó bằng kim loại luôn nha, bằng kim loại nè. Đó, còn bén lắm, một cái nè. Rồi cái này cũng bằng kim loại luôn. Bằng kim loại này. Đây nè. Đó. Nói chung là mấy cái đầu này độ mới còn keo lắm. Mấy đầu này độ mới còn keo nha. Rồi cái này thì nó bằng đá nha. Cái này bằng đá này. Cái này bằng đá này. Cái này bằng đá này. Cái này bằng đá luôn. Rồi cái dưới đây thì bằng kim loại này. Kim loại cái này còn độ mới keo nha. Cái này là kim loại này. Rồi cái cục này là kim loại này. Rồi cái này thì không biết cái coi sao có nó để coi đầu quýt cho chị không biết nha. Rồi cái này bằng đá nè, bằng đá nè, là bằng đá luôn. Đó, mấy cái hộp này còn đẹp lắm. 1 2 3 4 5. Với lại bên đây thì nó đê cái gì lên nữa nè. Đây này, mày bén ghê lắm. Cái đầu này bén cực kỳ luôn, mà không biết cái chỗ đây để làm cái gì. Đó, thì để nó mài dũa gì đó em không biết nha. Đó, cái hộp này bán cho anh chị mình cái hộp này giá là 200k. 54 nè. 54 nè. 200. 200k nha. Mã 54. Mã 55. Mẹ 55 thì lên cho anh chị mình làm một cây cờ lê đôi chuột. Con này thì còn mới, khá là mới luôn. Số 12 với lại số 10 nè. Đó, cái đầu nó thì bình thường mấy kia thì nó ngắn dài thôi. Con này nó dài đây luôn. Này, đầu chồng nó này đẹp như mới luôn. Chưa sử dụng nha. Đây luôn nè. 10, 12 thì thông dụng lắm. Mấy dòng này thì đi bãi còn ít gặp á. Mà con này đồ mới cao ghê lắm. Cô top nè. Top nhân gia băng luôn á. Buổi chiều này. Nhẹ nhàng lắm. Khá là nhẹ luôn nha này nha. Con này bán cho anh chị mình giá 140 nè. Máy shop kia thấy bán 180. Con này nè. 55 nè. 140 ngàn.
12 với 10 nha, 12 với 10. Bạn năm số này. Năm số thì em lên anh chị mình là một cây cà lê đuôi chuột tiếp, con này thì cua tốt này. Mà một đầu thì 17, một đầu 21 nha. Đầu 17, một đầu 21 cái đầu trồng này. Còn ok luôn, bên này luôn ok luôn, hoạt động này. Đôi chiều này. Đó, con này bán 50 ngàn. 56, 50k. À. Mà 57 này. 57 thì tiếp tục coi đồ chuột nữa đi. Con này số 17 không à. Mà con này mới lắm. Con này mới như thiếu cái bì á. Này. Số 17 nha. Số 17 này. Đó, thì cũng vậy mình sử dụng nè. Đó, rồi đôi chiều thì mình gạt qua. Là đôi chiều luôn. Nó mới ghê lắm. À, đó gì đó. Mới kỳ luôn, 120 ngàn nha. Quá mới. Năm mươi bảy này, 120. Rồi mã 58 này, lên chị mình là một cây mullet ring. Con này thương hiệu Hick nè. Con này thì nó sơn cái nước sơn đen nha. Con này thì độ mới cũng còn cao luôn. Con này còn nước sơn đen á. Đó. Mình dùng dúng dúng là nó nó cũ, nhưng mà đây là đúng ra là nó mới. Đó. Nó sơn đen là nhìn nó cũ á. Nhưng mà cái này thì thấy đẹp lắm. Là sò nó nhây tốt nè. Đó, ring có thì chưa sử dụng luôn. Này. Con này thì size của nó 300 luôn nha. Size 300 nè. Này răng này. Đó, 140 ok luôn. Ngàm miệng là ok luôn nha, có logo nội địa luôn nè, thương hiệu Hick nha. Đẹp như mới luôn. Cái này để em cân nặng nữa, nặng nhiêu nha. Cái này cân nặng của nó thì nó nặng là 9 lạng 8, gần 1 kg luôn. Cái này gần 1 kg nha. Cái này bán chị mình giá 150. Là so nhảy tốt nha. Năm mươi chín thì em lên chị mình là một cái cây rút y quê. Con này thương hiệu con tôm nha, con tôm này, con tôm lotter, con tôm nha, lotter con tôm đó. Tôm này anh chị thấy nó khác nào nè. Con này về xài sẽ làm mấy cái đầu nó còn đầy đủ luôn nha. 1, 2, 3, 4 đầu này, 4 đầu đó là sò nhảy tốt luôn anh chị nói này. Đó là sò nhảy tốt lắm. Con này để em lấy cái đầu rút y quê em test cho anh chị mình nha. Rồi em lấy cái rút y quê em rút cho anh chị mình nè. Kiểu như là em bán thì kiểu như là nó đầy đủ luôn. Còn cái máy rút khác thì cứ đưa cây rút y quê thôi. Nhưng mà về đa phần bữa em có mua mà về cuối cùng chết ngấm. Đó, tháo ra bị hư mắt. Cuối cùng cũng thua luôn. Đó. Đó. Đó, ok chưa? Ok, hoạt động bình thường nha. Lotter tôm. Cái dòng này hơi bị mắc tiền á. Cái này về dòng mới của nó thì kiểu như độ mới cao là người ta bán 500 ngàn một cây nè. Đó. Rồi con này bán chị mình giá là 260 ngàn. 59. 59 260k nha, mã 59. 260k. Rồi mã tiếp theo nha, em lên chị mình một cái thùng đồ nghề. Nhưng mà trong này nó có đồ nghề như này luôn nha. Kiểu như về là có sao thì em quay dạy luôn. Đó, cái hộp đồ nghề hiện tại là nó cũng còn mới lắm. Này này. Này cái này em đo cái hộp trước đi. Cái này là ngang của nó thì được là 4,5 nè. Là chiều dài nha. Còn cái chiều ngang nó thì được là 19,8 nè. Còn cái chiều sâu của nó nè, cái chiều dạng như sâu đựng được lòng ấy, đựng được là 5,5. Đó, thương hiệu ở đây thì em thấy là nó để cái gì nè. Rồi. Đó. Rồi bên trong này. Ở bên trong là cái này nó dùng để ép cái gì này. Đừng quay nữa. Đó. Thì cái này mình kéo ra là mình nhận cái đầu này vô được. Đó. Rồi cái này thì ráp ở đây. Đây. Đó. Ngày đó thì về anh chị mình nghiên cứu ốc mình dạy vô đây nha. Hiện tại là chắc chắn là ốc nó bị rớt hay sao. Không biết nha. Nhưng mà về không có. Đó là anh chị mình dùng để anh chị mình ép ống rồi nè, ép ống hay ép mấy cái đồ gì anh chị mình cần ép á. Này đó, đó là nó đưa cái này đi, đưa cái này đi, nó dập vào đây nè, nó dập vào đây luôn.
hả? Dùng cái nỏ. Cái này dùng từ từ dùng cái nỏ nha. Rào hết cỡ nha, hết cỡ đây. Bạn nào là hết cỡ này. Xong cái đầu cũng chị mình gạt cái này xuống đây, gạt cái này xuống đây nè, đòi cái này về. Đó ha, bán tiếp. Đó. Con này thương hiệu nó nè, nó ghi gì đây? Đó, Swing vậy nè. Đó, rồi em đo cả thùng cả nó luôn nha, để em đo cái này chút thôi. Cái này bán ngang nó thì được là 25 nè. Chiều dài sâu nè, chiều dài nó thì 32. Đó, này dày dặn lắm. Đây này, con này thì nó có máy kích thước size rộng to nhỏ luôn. Đây này. 20 đến 60 nè, 20 60 nè. Rồi cái này thì 14 cho đến 16 nè. Rồi cái này từ 10 đến 12 nè, dạng như cái phần sắt á, phần sắt 10, sắt 12 vô ra nè. Đó, rồi cái này thì lớn nè, cái này tới 20 đến 26 nè. Đó, rồi bên này thì 17 đến 18 nè. Đó, lại coi sắt 17, 18 thì rút ra đây không chị, mình dập ra đó. Hay là làm cái gì đó em cũng không có rành lắm nha. Đó. Đó, mình gắn đây mình gắn dài nè. Gắn dài cũng được nè. Cái này thì quay đây. Đây là quay về đây. Đó. Rồi mình quấn gắn dài cũng được. Đó, gắn dài cũng được. Đó. Nào có mấy cái khúc này thì mình quay tái về lui để mình sử dụng thôi. Quay tái thì lui để sử dụng nha. Đó. Mẫu bên này đều có mẫu khúc luôn á. Đây nè, mẫu có thông số nha. Đó là đủ luôn. Rồi cái này giờ em đo em căng cái thùng này kia luôn nha. Căng cái thùng luôn thử nó nặng được bao nhiêu. Là em biết được tính tiền với máy này em cũng hồi chưa bán nha. Cái này nó nặng được 2,9 kg nha, cái thùng luôn. 2,9 kg. Vô nè. 2,9 kg bán sao trời. Lần dưới đây. Rồi cái này thì em bán cho anh chị mình giá 350. 350 nha. 60. 750. 750k nha, chuyển khoản qua ship. Rồi hôm nay em lên sớm mi mã của quý vị em chúc chị mình sức khỏe nha. Cần sản phẩm gì bên em thì cứ gọi trực tiếp cho bên em sẽ ship tới nhà của chị mình luôn nha. Đó. Rồi ngày nào em có video lúc 7 giờ sáng hàng ngày nha.